Konnichiwa, chào mừng các bạn đã đến với MeTV. Ok, hôm nay thì chúng ta sẽ đến với chuyên mục Friday Box mỗi tuần của MeTV, chuyên mục quen thuộc. Mọi người cho phép mình tuần này quay clip đeo cái khẩu trang nha, tại vì mình đã mụn. Đó, mà tại vì đang nổ mụn viêm cho nên mình không có dám trang điểm. Bạn nào mà cũng đang nổ mụn viêm trong cái mùa này thì hạn chế trang điểm nha, tại vì nó sẽ nổi hơn nữa. Nếu mà bạn nào mà follow TikTok của mình thì chắc hẳn là các bạn sẽ thấy là mình vừa mới inbox khoảng giữa tuần trước á, có inbox một cái món đồ thuộc brand Rigot local brand. Thì nói chung là mình có hẹn ở trên cái video clip đó, là mấy bạn nào mà muốn nghe review kỹ hơn thì có thể qua bên YouTube để đợi Facebook ra rồi mình review kỹ hơn về món đồ này. Thì mình có mua một set đồ sang sale trên Lazada. Thì ở đây mình có mua hai món, hay thật ra là ba item, nhưng mà nó gọi chung thì là có hai thôi, là một set đồ cái này gọi là mình quên tên rồi. Nói chung là thông tin của nó sẽ để đây ấy, giá tiền để đây ấy. Còn đây là một cái hoodie zip. Nói chung là mấy cái món này mình đã inbox từ tuần trước trong cái clip TikTok đó rồi, nhưng mà mình sẽ inbox thêm một lần nữa trong video clip này để các bạn có thể nghe kỹ hơn cái, nói chung là trải nghiệm của mình đầu tiên. Đây, mình sẽ inbox cái này trước ha. Ok, thì set này ở trên Lazada ghi là Rigot full set crop top knit. Ok, knit. Thì cái set này là bằng len chỉ nha mọi người. Cái loại mà dạo gần đây mình thấy local brand sử dụng khá là nhiều cho việc sản xuất áo polo cũng như là cardigan. Ở đây thì Rigot dùng để sản xuất một cái set đồ rất là nữ tính. Hồi xưa nha, cái thời mà lần cuối cùng mình xài đồ của Rigot á thì là đa số là áo t-shirt, hoodie. Lúc đó là còn trend đồ theo kiểu unisex á. Thì mình thấy Rigot đa số là sản xuất những cái đồ đó, nhưng mà bây giờ sau khi một năm rồi mình dòm lại thì Rigot đã sản xuất ra những cái món đồ mà nó kiểu thiên về nữ, các bạn nữ hơn và nó đa dạng đồ hơn. Ở đây thì cái mình thấy cái style chung của Rigot là theo kiểu Ujang Hàn Quốc đó mọi người. Mình đã từng sử dụng đồ của Rigot trước đây, mình cũng thấy là Rigot đi bám khá là sát theo những cái form đồ của Hàn Quốc. Nó có cái chiếc chân váy này đấy, là một cái áo crop top rất là xinh đúng không. Thì cái len chỉ này được một cái nha, bên Rigot là mình khá là thích ở chỗ là lựa chất liệu khá là đã, mặt đã da mọi người. Như là cái chiếc len này nè, mặt lên rất là mướt da. Có điều á, cái chiếc len này thì mình phải không, gọi là gì sao, không thể biết trước được một chuyện, đó là nó có giãn dễ giãn hay không, kiểu là giặt rồi cái thứ nó bị giãn áo á mọi người. Tại vì hồi trước đây mình cũng xài một số cái loại len chỉ như thế này của một số brand khác thì nó có gọi là độ bền không có tốt lắm. Tuy nhiên thì bận rất là mướt da, bận rất là mát da nha mọi người, xịn. Và một cái nữa là thường á thì những cái loại đồ mà theo chất liệu này thì giá nó cũng sẽ khá là cao. Tuy nhiên thì Rigot bán cái set này giá cũng tầm 500 mấy á, mình thấy cũng ổn. Ý là nó ở vừa tầm á mọi người. Thường là một set như này nếu mà là dạng đồ thun á, mà mua kiểu đồ tao bao thì nó tầm rơi vào khoảng 120 cho đến 230. Thì nếu mà cái loại mà theo chất liệu mà len chỉ nè, đó, xong rồi dệt ra được như thế này thì ở Việt Nam mình hiện tại sản xuất cái giá nó sẽ khá là cao. Cho nên là đã cost cao rồi thì cái giá bán ra người ta cần phải có lời để người ta duy trì doanh nghiệp thì người ta sẽ bán giá cao hơn nữa. Nên mình thấy là 500 mấy thì cũng ok. Đó, các bạn nào có thể mua sử dụng thử. Mà cái này hơi quý một xíu là hôm đó mình ra clip TikTok thì ngày hôm sau mình vô lại Lazada thì cái set này sold out mất tiêu trên Lazada rồi. Mình không biết là hiện tại ở Rigot trong kho còn không. Đợt này á thì được một cái á, vì mình đã quay TikTok rồi cho nên là mình đã mặc qua, nên mình còn có thêm cái trải nghiệm là không giống những cái clip Facebook trước đây là mình có cái gọi là trải nghiệm rồi á. Nên mình có thể nói cho các bạn biết là cái set này nó mặc lên người như thế nào. Thì ban đầu ở nhà mặc lên, nếu các bạn đi đứng không quá chạy nhảy bay nhảy, nói chung là không quá mạnh bạo á, thì cái set này lên người khá là ổn. Tại vì cái chất liệu này nè mọi người, nó đi nó ôm nó bo theo cái người, nó không có dạng giống như kiểu thun, thì những cái phần bo nó không có bị đùng và nó ôm sát theo cái body. Cộng thêm một điểm đó là cái set này nó màu đen viền trắng, cho nên là làm cho những cái người mà kiểu hơi đô con và quẩm như mình á thì bận lên nó vẫn kiểu hắt giá một tí. Tuy nhiên với cái chân váy này nó có một điểm trừ, đó là nó hơi ngắn. Thì so với những bạn mà mông vừa mông vừa phải á thì ok, mình thì nghĩ là ok. Còn đối với những người mà mông hơi diêu như mình, kiểu hơi cái hông hơi to, mông cũng hơi nhiều thịt á, thì sẽ bị một cái trường hợp đó là bị giật lên ấy, bận sẽ hơi bị lộ mông một tí. Nếu các bạn đi đứng quá mạnh bạo và không chú ý á, nó sẽ hơi bị giật lên.
Hôm bữa là mình bận một cái quần gọi là gì đó, quần bảo hộ bên trong, hơn nữa là quần đùi á thì nó còn giật lên trên cả cái quần đùi á nữa, nên là nhìn lên khá là mắc cười. Còn lại thì rất là ok, về form thì rất là trend, rất là Ujang Hàn Quốc, kiểu dễ bận mà nó không có bị lỗi thời quá nhiều. Cái kiểu này thì ở bên Hàn bây giờ các idol Hàn Quốc cũng bận rất là nhiều ha, dễ bận nữa. Tiếp theo là tới cái hoodie zip. Hoodie zip thì cũng ok đó, nhưng mà cái size này mình mua là size L. Mình nghĩ là V-God bây giờ kiểu theo size nữ luôn á, nên là mình mới đầu hồi xưa mình nhớ là V-God cũng đồ cũng to lắm, nhưng mà cái áo này size L thì nó theo cái thói quen bận đồ unisex của các local brand, thì mình thấy cái size này nó ở tầm giữa M với L một tí. Kiểu mình mới đầu mình đặt L là mình muốn nó rộng oversize á, nhưng mà cái này thì đúng là kiểu cho nữ đó. Mà tiếc cái lúc mà mình mua thì nó hết màu đen, nó có màu đen, màu xám, màu trắng, màu hồng thì nó hết rồi, còn có màu hồng thôi, mình mua màu hồng luôn. Mình cũng ok, nó được cái logo vải bông nè, bông nổi khá là xinh nha mọi người, và cái logo nhìn cũng dễ thương nữa. Về dây kéo rồi form thì vẫn là như thế, rất là ok, và nó rất là Hàn Quốc, rất là Ujang. Vải thì vải bông nha mọi người, bông này thì nó ở vào tầm trung bình á, kiểu sao ta, mình không có quá khen đối với cái bông này, nhưng cũng không có phải là dạng bông dởm đó, cũng có độ đàn hồi nè đó. Nón vẫn rất là kiểu cái form Hàn Quốc, to xinh đấy. Ở ngoài á, thì cái loại vải này á, thì bị cái là nó hơi dễ nhăn á mọi người. Này, mọi người thấy cái nếp nhăn này không, nó hơi dễ bị tạo nếp giống như thế này, nếp nhỏ. Còn lại thì ok mọi người, đồ của Rigo rất là thơm. Đầu tư cái giấy thơm á rất là to nha, khi mình unbox ra mùi thơm ngào ngạt luôn. Cái điểm cộng của cái áo này đó là ở đây các bạn thấy là bình thường hoodie zip nó có cái túi ở ngoài như thế này đúng không? Cái túi này thì nó hơi nhỏ nha, kiểu chọt cái tay vô hơi khó. Nhưng mà ở đây nè, ở đằng trong nè, có cái phần mà bọc cái túi lại á, thì Rigot còn có thêm một cái lớp như thế này, kiểu để bọc, để cover cái chỗ đó lại, nhưng mà nó lại thành ra là có một cái túi ẩn ở trong. Mình có nói trên TikTok là cái túi này kiểu chấp mọi loại ăn trộm, mọi loại móc túi luôn, tại vì nó nằm ở cái khúc đó khó móc lắm mọi người. Ở Sài Gòn là chùm bị móc túi á. Cho nên là các bạn có thể mua về cái áo này để bận đi học, để các thứ các bạn có một cái ngăn rất là bảo mật ở trong này. Thì mua hai cái món này, mình mua săn sale rồi nha, mà còn được tặng quà nè mọi người. Ý là mình mua trên Lazada, cho nên mình có quen chủ shop Rigot, nhưng mà mua trên Lazada cho nên chủ shop không có biết mình đâu. Rồi vẫn được tặng nè. Đó là cái này là khách random mà người ta tặng á nha. Mua chắc mua trên bao nhiêu tiền á. Được tặng một bộ bài ringing. Đây là ring order, rất là dễ thương, màu hồng xinh là xinh luôn. Design rất là cute. Bạn nào mà có hồi bạn gái rồi kiểu hay nhậu hay chiêu rồi có thể để ý xem là mua đồ Rigot có được còn được tặng cái này không, chứ mình thấy đúng xinh luôn. Có những cái content trong này mình có đọc qua thì nó hơi bạo nha, và cũng có content rất là dễ thương gắn kết tình bạn trên bàn nhậu. Ngoài ra thì còn được tặng sticker nè, tặng quá trời, xong rồi một cái kiểu bưu thiếp thank you, xinh ha. Nói chung là hôm bữa mình mở ra mình cũng ồ wow, giờ Rigot rất là kiểu tương tất là những cái service này á. Ok, thì tiếp theo nữa là mình có hai món này là mình order kiểu hàng global, là hàng bên Trung, hàng Quảng Châu, thì cũng khá là lâu nó mới về. Dạo này bên Trung bị cái vụ Covid á khá là mệt, cho nên là cũng chờ khá lâu mọi người. Ở đây thì mình sẽ mở đầu tiên là cái áo nịt ngực tay ngắn 197.900 đồng, có ship rồi. Thì cái concept nó là cái kiểu hơi bị vintage như thế này nè mọi người, kiểu quý tộc đó. Các bạn có thể bận với chân váy, vải lưới càng tốt, hoặc là các bạn có thể bận mà không, mình nghĩ bận váy là đẹp nhất, là chân váy dài là đẹp nhất. Ủa, nhưng mà hình mình thấy nó hơi bự đó mọi người, bận tay không biết, để mình tí nữa mình bận lên xem sao. Thì cái này nó có một cái phần bèo tay như thế này, cái cũ của mình là nó tay dài luôn, đẹp lắm, cũ của mình đẹp lắm. Cái này thì cũng ổn thôi, cái phần bèo tay hơi chip một xíu đó. Thì cái phần thân áo đây mọi người nhìn cùng mình luôn nè, thấy không, nó có cái hoa văn ánh bắt đèn này, được thêu lên đó mọi người, thêu chỉ bóng đen bóng lên cho nó bắt đèn, nhìn cũng khá là ok. Cái này thì dạo này mình thấy mấy bạn idol á hay bận theo kiểu là phối áo thun bên ngoài á, kiểu hơi nửa vintage, kiểu retro, kiểu phối đồ đúng kiểu cổ với lại những cái món đồ, những cái item mà kiểu hiện đại á, thì để xem sao. Ở đằng sau là nịt dây nè,
Đó. Mặc cái này cũng kể kiểu để nịt bụng nữa. Nhưng mà cái này sao mình cứ thấy nó kiểu nó bị ngang, mọi người thấy không? Bình thường có sếp mình nhớ là nó sẽ bo phong eo rõ lắm, nhưng mà cái này nó cứ bị ngang á. Mình sợ là nó sẽ bị kiểu chật ở trên này của mình, chật ở dưới, nhưng mà nó lại bị kiểu rộng ở phần eo, nó không có siết cái eo cho mình. Áo này kiểu mua trong lúc kiểu hay chắc là online Lazada 2 giờ sáng cho nên là cũng không rõ lắm. Ok, tiếp theo là một cái đôi giày mới xé ra luôn. 503.000 là có tiền ship rồi nha, hình như là giá tổng là 500. Hình như ở đây hình như là được free ship hay sao thì mình không nhớ. Mà cũng là hàng order Quảng Châu, Sandan Chiến Binh. À, cái này mình để mua cho dịp đi Thái công tác sắp tới của mình. Mình mua để bận với một cái đầm đỏ mà mình inbox trong cái Facebook tuần trước. Bạn nào tí nữa mình sẽ bận lên thử phối hợp, thì mình lên cái set đồ trong đầu rồi cho nên mình đi kiếm mình mua đồ. Các bạn cũng nên tập cái thói quen đó, kiểu sau này á, để tránh cái việc là mua điên như thế này, thì các bạn có thể là khi mà các bạn chọn mua món đồ nào đó, các bạn lên thẳng cái set đồ đó trong đầu là cái áo này, cái đầm này sẽ bận với cái giày nào, cái túi nào, rồi các bạn đi kiếm cái loại đó ở trên cái mall hoặc là cái store hoặc là lên Lazada, lên Shopee kiếm, giống như mình á. Sao tự nhiên cho mình hai cái bánh mì vậy? Ở đây nó để dây riêng mọi người, bây giờ mình phải ngồi sâu dây vô nữa, phải lên hình nữa. Rồi các bạn nhìn trước ở đây nha. Rồi mình sẽ sâu dây vô đó, sâu xong, hoàn tất xong đó, rồi mình sẽ quay cái clip cho mọi người xem để mọi người coi là nó như thế nào. Bây giờ mình chỉ đánh giá trước về phần đế giày ha, đế giày khá ổn. Thường thì mình mua giày giày Quảng Châu á thì cái đế giày mình hơi không thích, cái là nó mút nó quá mỏng, mang nó dễ bị mòn á. Thì cái này nó cũng là mút đó mọi người, nhưng mà nó chắc hơn một xíu nè, cứng hơn một xíu, bóp nó không có bị lúng lúng vô quá nhiều. Cái phần lót chân thì nó cũng vừa phải, vừa không có quá mềm cũng không có quá cứng. Phần đai thì là cái phần mà mình hơi lo lắng này, là nó làm bằng simili giả da, có vân gân theo kiểu da rắn, da cá sấu nè. Nhưng mà cái loại này á thì mình sợ chắc cũng không đến nỗi mà dễ đứt đâu. Tại vì simili mình chỉ sợ là người ta lựa cái loại simili mà nó dễ đứt á, mà dày, mà xăng đan dày dây á, rất là sợ chuyện bị đứt khó mà đau lại lắm. Thà là các bạn mua một cái loại bản bự á thì nó khác, còn cái loại mà là dây này các bạn đi mạnh bạo một xíu, mình là con gái không có nết na rồi, là bỏ qua cái chuyện là có thể đi thùy mị rồi. Cho nên là mình sợ mang mấy cái loại mà chân kiểu gọi là dễ vỡ á thì nó vỡ theo mình luôn, mình sợ vậy. Còn cái phần lỗ nè, được khoen cái mấy cái khoen này, khoen kim loại nha, bạn nào bị dị ứng kim loại thì coi chừng. Cái dây này nó sẽ đau lên cao tới đầu gối á, hy vọng vậy, tại mình nhìn trên hình là đâu. Ơ nhưng mà cái dây rất là xấu nha mọi người, rất là tức luôn. Dây nó bị tưa nè, mẹ ba tức ghê chứ. Đó, nó bị tưa nè mọi người thấy không, tưa cái phần da ở ngoài này đó, cái simili là mệt cái gì đó, và phần da này nữa nó tưa vậy thì nó đứt cái một à. Mà cái dạng mà giày dây như vậy thì nó còn là kiểu đa số phần chịu lực cho cái đôi giày là cái mấy cái dây này nữa, cho nên là nó dễ đứt như thế này thì mình mang mà rất là trong trên khó chịu. Nó sẽ đang là nó đang vẫn đang trend, thì nó là xẻ thì kỳ đúng nhất là vẫn đang trend, tại vì nó trend trên ở nước ngoài từ năm nào rồi, ở giờ thì nó đang trend thôi. Tranh thủ cái lúc mà nó còn trend á, chụp lên Instagram lấy xíu like. Ok, thì bạn nào mà thích cái dạng dây này thì các bạn có thể tìm hiểu ha, mình cũng review sơ cho bạn, các bạn mua thì cẩn thận. Mình đang tính một đôi trắng nữa, tại đôi trắng cũ mình mua CN thì mình bán cho Toàn rồi, nhưng mà vẫn chưa tìm được cái ưng ý. Hy vọng mình tìm được cái ưng ý thì mình sẽ mua để review cho bạn luôn. Hoặc là bạn nào mua rồi mà có cái link thì cần gửi vô phần comment cho mình. Còn tất cả những cái link mà mình đã mua những đồ này á thì mình sẽ để ngay phần mô tả, các bạn kéo xuống dưới cái tên clip, dưới cái phần like đó các thứ á, để có phần thông tin chi tiết các bạn ấn xem thêm là nó sẽ ra một hàng link luôn cho các bạn ấn vào để mua. Ok, còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã xem hết video clip này. Like, share, subscribe MTV cũng như là nhớ những cái chuông, cái nút đăng ký để nhận được mọi thông tin mọi khi MTV ra clip mới nha. Xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào Facebook tuần sau.